Xin chào các bạn, đây là 3 mẫu bao da dành cho Samsung Galaxy S2, sản phẩm thương hiệu Genus đến từ Hàn Quốc. Tạm em nguyên có 3 màu, đen, đỏ và màu nâu. Chất liệu làm bằng da mịn, các đường chỉ được may rất là tinh tế, các góc được làm bằng các góc được bo cứng để bảo vệ các góc của Samsung Galaxy S2. Đây là sản phẩm thiết kế dạng cầm tay, thích hợp cho các nhân viên văn phòng, giới văn phòng hoặc là các doanh nhân. Thiết kế rất là sang trọng. Phía trong được làm bằng những sợi mềm, có tác dụng bảo vệ cái màn hình của Samsung Galaxy S2. Kèm theo bao da có tặng kèm thêm một miếng giấy màn hình, được thiết kế vừa khít với lại cái màn hình của Samsung Galaxy S2.